Phan Duy Anh à? Ai đầu tiên à? Ok. Em mời anh em thẩm âm một ca khúc có mang tên Từng Yêu do ca sĩ.
Dư Quyền xin gửi tặng tất cả các anh bài hát có tựa đề Từng Đêm. Cảm ơn các anh. Ok. Anh em biết rồi, hát phải có vài anh em hát mới vui, hát một mình nhiều khi là không hát được lâu đâu. Quay trở lại video clip này, anh em lại gặp ca sĩ Xuân Quyền, một trong những hot girl nổi tiếng. Oh, 500 anh em thôi.